khán giả ăn xong rồi về tìm rất nhiều mua theo nữa các nhà. Không còn mang về hả? Mang về mấy phần nữa hả chị? Hả? Mang về mấy phần nữa hả? À, muốn về cho mấy nhà ăn. Mà mình mua vé số thì chúng cái lên cái này nó khỏe hết. Chị đẹp. Có chị. Chị Quyên. Chị Quyên. Cát Tường. Cát Tường. Ô, hai chị đẹp mà tôi cũng đẹp nha cả nhà. Cát Tường đó. Chị Quyên và chị Cát Tường. Xong Diệu Cát Tường. Biết tên mốt em gọi cho nó dễ. Cát Tường. Xong Diệu Cát Tường. Cát Tường. Cát của mình là tên mình luôn. Dạ. Xong Diệu Cát Tường. Xong rồi xong Linh đó. À xong xong Sinh. Mua về ăn nè, ăn ngon là mua về ăn nữa. 7 ngày. Rồi thầy em thầy cũng không á. Có tương chưa? Không có cho mình ăn hết luôn. Ủa vậy cô gặp ông thầy Minh Không ở ngoài hả? 10 năm rồi. Dạ. Ông cho bắt danh cách đây 10 năm rồi. Có chưa làm gì? Bên Úc á. Dạ. Khóa tu là 47 ngày à, bên 47 ngày. Dạ. Tối ngày sáng là lấy chỗ xuyên vết nát. Thì nhà tiêu nhà bắt. Hôm bữa con nghe cô kia nói là cô cũng gặp xuống thầy Minh Tiệ rồi hả? Cô chưa đi mới. Chưa đi hả? Giờ ra Nha Trang hả? Dạ. Ngày mai đi nha. Mai chị đi ra Nha Trang. Đi mai đi Nha Trang rồi ra cái thầy đi bỏ rồi. Ngày mai đi ra là đi xuống thầy núi Sẹ nữa. Họ không có cho gặp đâu. Đầu tiên là nằm nhân gà nó xuất hiện ông trước tiên. Dạ, đúng rồi. Nhân gà bữa cái thì nhân ai đăng cái xe container á. May mắn có duyên mới gặp thầy á. Ổng lúc đó ổng tu ở trên núi, trên núi sạc mà. Hồi đó có ai biết không đâu mà. Có một cái chùm đá nè, ổng ở trong mà. Dạ. Quay gì chứ để gì kia không quay cái gì. Buổi sáng cũng rất là đông hơn khán giả ở ngoài nữa cả nhà, mà khán giả ở ngoài không cho quay cái chúng chị chỉ quay ở trong thôi. Mấy cái gì hoàng hay giỡn mấy đứa cháu lắm, nói chung là vui phá giỡn với tụi nó. Bông nó cũng hay giỡn á, giờ nó lớn rồi. Mà bông nó hay chọc lắm. Chụp mà chị. Trời ngon ngoại, nha. Ông ngoại mở nhạc nè. Ông nhạc đi đời đang yêu mà. Ông ngoại tới nhạc luôn. Tôi hú hú tiếu mì gói mọi người thấy nhiều không? Ngon hấp dẫn hơn. Này hú tiếu mì cơ. Hú tiếu mì đậm cảm. Ở gì quần bưng cái tô có tô bún mà quèn tay luôn. Hết mỡ bưng. Nó chơi ở trong miền cô làm gì vậy con ơi, không có lỗ không mà cắt. Cho nên bứt gì không à. Cái kiểu nó vậy rồi. Cắt tay cắt á.
Còn đâu như tô nó không hết rồi, chắc hết. Chắc hết rồi. Hết rồi con. Có cái nào rớt cái điện thoại vô luôn rồi mày. Bình thường. Bình thường. Bình thường. Trời, Suana, gọi là Suana. Đó là mình gọi là Suana mày. Không sao mày. Không sao. Lúc đó mà sẽ lên mẹ mới mày. Mình nói chung nó cũng khó lắm. Tình không như tình mày, không sao thôi. Đó. Bỏ cục mì vô. Cái mì gói chứ mì gói chứ nhưng mà lâu mềm á con, quay con bao gói chứ. Ta đập cẩm nha. Mình hút từ 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 người cho đi cho nó thấm. Nó tái cái thịt. Nó sôi chín tái nó ngon. Cái nhà mình thấy ngon. Chưa ăn là thấy là thấy thấy thèm mà. Rồi cái mì gói chứ là mọi người mình nó thấy cái đó xếp mà nó rồi. Nó bỏ mì gói cũng bỏ xuống. Cái nhỏ đó, cái nhà. Hút cái đó hết mà con. Tôi ngã tư sao con hút vô cái chén. Còn được con chục tô nó gì vậy? À, chục tô nè con. Chục tô là hết rồi. Nè hết rồi nè, nè, thấy không? Đụng cái nồi nè. Nè cái giá đụng lên cái giá lên tay. Tô mấy tô nó hết thì dắt xương lắc bỏ. Thì nó ra nước nó ngon con biết không nè. Có tấm mỡ hết rồi hả? Hết ở dưới đây. Giờ bạn còn ngủ như là nào con. Đây đây em lâu mềm vậy chờ em chút xíu. Nó ăn rồi, nó ăn tô rồi, nó ăn tô rồi. Nó ăn đi. Dì Hoàng. Hồi sáng thì dì Hoàng ăn chưa dì Hoàng? Dì Hoàng không ít à, mấy đứa nó ăn nữa. Ăn ở thường thường có người bán người ta ăn không nó no ăn có nhiều mình lớn tuổi rồi xưa có ăn nhiều lúc mình con. Muốn nấu cái gì đó mình thấy cảm thấy nó no luôn mình ăn bao nhiêu nó chứ mà ngon mà tụi nó ghê lắm nó nhất là cái con bé cho ông coi chị bé nhỏ nhỏ ngon nó mới ăn nó ghê nó mẹ nó ngon con mới ăn nó ngon con nó ăn mấy đứa review trước á thì nó hơi ấy thôi con phải cho nó qua đây. Cái mì nó lâu mềm, cái mì kia nó dễ. Người ta thích ăn mì, cái mì thơm đó. Mình phải cái mì cho nó mềm mềm không? Mì này ngon, ta bán mì này thôi mà. Trời Phương, Phương sao con kêu ly cà phê xong con đi về vậy Phương? Dạ rồi. Tốt bút hả? Uống xong rồi say quá đi về cái cô đó cô đem lại cô đưa mình nè cô nói trả tiền rồi mà kiếm xong con miếng nó để luôn à trời ơi tôi chán lắm nghe à, thôi thì mọi miền cũng duyên kết thúc clip ở đây nghe cô chú anh chị hay cô chú anh chị bạn video tiếp theo.